Vâng, chủ đề của nhạc hội số 39 của chúng ta về nhạc sĩ Anh Bằng và gia tài âm nhạc mà ông để lại cho tất cả chúng ta là một gia tài âm nhạc rất là lớn. Và sau đây thì xin mời toàn thể quý vị đến với giọng hát của bạn Tùng với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Người con gái áo sen. Tình yêu đành chịu.